ở tây bắc thì sẽ có hai loại chuối nguyên quả một là cái chuối quả tây bắc này quả nó sẽ màu hướng nó hơi trắng à, hơi xám một tí và loại thứ hai nó là cái chuối mật thì cái chuối quả tây bắc như mọi người đang nhìn thấy ở đây cái loại này là 60.000 đồng một cân thì mỗi một cân này chúng ta sẽ ngâm với này 5 lít rượu và ngâm rượu 40 độ sau một tháng là chúng ta đã có thể dùng được rồi và trong cái quả này hầu hết nó là hạt chuối thì cái chuối này là chuối rừng một trăm phần trăm sau khi phơi khô thì nó sẽ được như thế này phơi hoặc là sấy khô thì nó sẽ tạo thành cái quả nguyên như thế này chuối chín bóc vỏ phơi khô còn đây là dòng chuối mật 80.000 một cân thì cái loại này màu nó sẽ hơi hướng nó đen nhiều hơn Đó. thì cái quả nó sẽ dài hơn chứ nó không tròn giống như loại quả Tây Bắc kia thì loại này là 80.000 đồng một cân thì những cái loại quả như thế này thì mọi người chủ yếu ngâm, về ngâm nhậu hoặc là chúng ta sử dụng để làm thuốc trị bệnh sỏi sỏi thận hoặc là sỏi mật khá là tốt nó giúp bào mòn dần dần nó sẽ ra hết các cái sỏi ở trong mật hoặc là trong thận của mọi người thì mỗi một cân loại chuối loại chuối quả chín như thế này có giá là 80.000 một cân loại chuối mật còn chuối Tây Bắc sẽ có giá 60.000 thì cô chú anh chị có nhu cầu về đun nước uống hoặc là chúng ta ngâm rượu thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại trên màn hình 0974010585 hoặc là 0947 010585 về mọi người thì rửa sạch đi để ráo nước sau đó chúng ta ngâm là được rất là dễ thôi hoặc là nếu mà ai không muốn ngâm rượu thì chúng ta có thể đun nước uống ngoài ra thì sẽ có cả chuối tinh nguyên hoặc là